329 Đắng cay Tên khác Thục tiêu, hoa tiêu, trúc diệp tiêu, hoàng mộc Bộ phận dùng Dễ vỏ thân lá thu hái quanh năm phơi khô Quả chín và hạt thu hái vào mùa thu phơi trong dâm hoặc sấy nhẹ Tác dụng dược lý Trong thử nghiệm sàng lọc dược lý Thân cây đắng cay có tác dụng hạ đường máu Tính vị công năng Hạt đắng cay có vị cay, tính ấm, hơi độc, vào ba kinh phế vị và thận có tác dụng trừ hàn thấp làm ấm bụng tan khí lạnh sát trùng công dụng hạt đắng cay được dùng chữa đau bụng tiêu chảy lá đắng cay sắc đặc ngậm chữa sâu răng và nấu nước sông rửa chữa mề đay phòng hủy trong y học cổ truyền Ấn Độ, người ta dùng vỏ, quả và hạt đắng cay làm dễ tiêu, trị đầy hơi và run sán. Vỏ thân làm sạch răng, quả và hạt chữa sốt và khó tiêu. Cao từ quả có tác dụng tẩy run đũa. Do tính chất khử mùi, tẩy uế và sát trùng, quả được dùng trị bệnh về răng, làm thuốc bôi trị ghẻ và chống ruồi trong nhà. Vỏ và nhiều bộ phận khác của cây làm bà cá và xua côn trùng. Quả khô cho một tinh dầu để sản xuất xà phòng và các chế phẩm về răng miệng. Để trị đái tháo đường, dùng bài thuốc gồm lá khô đắng cay 10 g vỏ xoài, vỏ vối rừng, vỏ acacia, nilotica, mỗi vị 40 g sắc với 8 lít nước còn 2 lít, mỗi lần uống 50 ml, ngày 2 lần sau bữa ăn. Ở Nepal, nhân dân dùng một bài thuốc chữa viêm sổ, chảy nước mũi, ho long đầm, gồm quả đắng cay, thân dễ nghệ và gừng, mỗi vị 2 gam. Vỏ quế, lá allium, hypsistum, muối mỗi vị 1 gam. Tất cả sắc sông miệng và mũi và uống trước khi đi ngủ. Để chữa đau răng và chảy mũ lợi, lấy quả đắng cay 1 gam đun với 300 ml nước và một ít muối, cuối còn 150 ml, dùng xúc miệng trước khi đi ngủ một cách đều đặn. Dễ đắng cay 25 g đun với 100 ml nước trong khoảng 20 phút, lọc và uống 3 thìa cà phê ngày một lần trong 3 ngày để trị run sán ở người. Dễ đắng cay, dễ chanh và muối với lượng bằng nhau nghiền nhỏ, cho uống mỗi lần 4 đến 8 thìa cà phê tùy theo thân trọng, ngày 2 đến 3 lần, trong 2 đến 3 ngày trị run sán cho gia súc. Bài thuốc có đắng cay. 1. Chữa đau bụng, lạnh dạ, tiêu chảy. Hạt đắng cay 8 gam sao, tán nhỏ uống với nước nóng. 2. Chữa đau bụng run. Hạt đắng cay 8 gam, ô mai 12 g sắc uống. Bạn muốn biết thêm các cây thuốc, bài thuốc nam, chữa các bệnh thường gặp, đơn giản, dễ áp dụng, hãy truy cập trang web nam com Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nếu video này hữu ích hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác.